Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cùng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải về tình hình thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Giải pháp đưa chăn nuôi xa khu dân cư. Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào quyết tâm đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Hưng Yên kết nối tiêu thụ nhãn sang Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải về tình hình thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại phiên họp lần thứ 6 của Ban chỉ đạo được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm tháo gỡ những khó khăn đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Tại hội nghị, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện 24 dự án trọng điểm quốc gia và 75 dự án thành phần. Trong đó, tập trung báo cáo về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam đang triển khai. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thành phần đã khởi công, hiện đã cơ bản hoàn thành phần đất nông nghiệp. Phần đất ở thì đang tập trung xây dựng các khu tái định cư để di rời dân, thu hồi đất, di chuyển hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng. Việc cung cấp các mỏ vật liệu phục vụ thi công cao tốc đã có tiến triển tốt. Đến tháng 10 năm 2023 sẽ hoàn thành toàn bộ việc cấp phép khai thác mỏ vật liệu. Đối với Hưng Yên, hiện có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Dự án qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm. Đồng chí Trần Quốc Văn đã trực tiếp báo cáo với Thủ tướng và Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện dự án này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chậm thì báo cáo Thủ tướng. Thứ nhất là đối với dự án 102 là dự án giải phóng mặt bằng vành đai 4 thì Hưng Yên chờ các thủ tục của Trung ương mà đến vùng 5 tháng 6 năm 2023 thì mới có báo cáo tác động môi trường của Bộ Tài nguyên, thì ngày mùng 5 có thì ngay ngày mùng 7 tháng 6 thì Hưng Yên đã phê duyệt xong cái đó. Thế còn đối với dự án đường song hành 202 thì Hưng Yên thì đã phê duyệt từ ngay từ mùng 1 tháng 6, thế nên rất lâu rồi, khoảng hơn tháng nay rồi. Bước tiếp theo thì tiếp tục sau khi mà giải phóng mặt bằng thì các bước theo thì Hưng Yên cũng đã giải phóng mặt bằng hiện nay là khoảng 80%. Khi được Trung ương mà phân bổ nguồn vốn khoảng 1.800 tỷ thì chúng tôi đã trả tiền cho người dân khoảng 800 tỷ và ước khoảng trên 40% về giải ngân vốn đầu tư công trung hạn. Mà hiện nay thì khó khăn thì đối với Hưng Yên thì trước mắt thì vẫn chưa khó khăn, chỉ có quy trình thủ tục hồ sơ thì tiếp tục làm các bước tiếp theo. Bởi vì vừa phê duyệt các cái dự án xong thì đến bước tiếp theo là đến bản vẽ thi công. Thì trong bản vẽ thi công thì dự án rất là lớn, dự án nhóm A thì cái quy trình thủ tục rất là lâu. Hiện nay chúng tôi đang rất là quyết tâm cố gắng khoảng sẽ trình với Bộ Xây dựng về cái bản vẽ thi công là trước ngày 20 tháng 7. Thì cũng đề nghị là Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng không khẩn trương là thẩm định xong cái bản vẽ thi công cho Hưng Yên thì Hưng Yên tiếp tục triển khai các bước tiếp theo được. Cái liên quan là số cái đường điện chạy qua đường điện như 110 kV và 220 kV và 500 kV thì liên quan đến Bộ Công Thương thì cũng đề nghị là Bộ Công Thương giúp cho cái nội dung mà phê duyệt cái bản vẽ thi công. Thì đó là hai nội dung mà liên quan đến Hưng Yên và tình hình giải ngân vốn. Trước mắt hiện nay thì chưa khó khăn, nhưng chắc chắn sau này từ dần cuối năm thì khâu hết cái phần dần phần dễ rồi thì chắc chắn là khó khăn. Mà Hưng Yên cũng giống như Bắc Linh cũng mắc một số, đó là cái liên quan đến bán đất trái thẩm quyền. Tuy nhiên là diện tích này nó không có nhiều, nhưng mà cũng phải làm việc, bởi vì đi qua vành đai 4 nó khoảng 2 hecta liên quan các xã bán trái thẩm quyền thì đền bù như thế nào thì chúng tôi đang đọc cái phương án để làm sao cũng có thể, nếu khó khăn quá thì cũng đề nghị xin Thủ tướng cho cơ chế. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các bộ ngành địa phương, nhà thầu phải phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tập trung thi công 3K4 kíp để công trình đảm bảo tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch. Đây cũng là giải pháp để mạnh đầu tư công, kịp thời đưa nguồn vốn vào thực tế, tạo khí thế động lực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sáng nay, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên chủ trì hội nghị Ban chấp hành thành phố mở rộng lần thứ 13. 6 tháng đầu năm, thành phố Hưng Yên đã đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá. Tổng thu ngân sách ước thực hiện được gần 1.130 tỷ đồng, đạt trên 73% dự toán tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 25% kế hoạch. Thành phố đã trình tỉnh phê duyệt một số đồ án quy hoạch điều chỉnh cục bộ, quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035
tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị, kết hợp dịch vụ công viên Hồ An Vũ. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm. 6 tháng cuối năm, thành phố Hưng Yên tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, các công trình, dự án tạo động lực cho sự phát triển và nâng cao diện mạo đô thị, tiếp tục thao gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, có buổi giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Phù Cử. Từ năm 2021 đến nay, số lượng học sinh tham gia học nghề ngày một tăng, ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng. Huyện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện trên 10 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.000 lượt học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. Hàng năm đào tạo nghề cho hàng trăm lao động, tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Phù Cử đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến luật giáo dục nghề nghiệp, luật việc làm, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, rà soát, xây dựng kế hoạch và dự báo nhu cầu đào tạo nghề. Giáo dục nghề nghiệp sát với thực tế phát triển kinh tế xã hội của địa phương, rà soát xây dựng kế hoạch và dự báo nhu cầu đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp sát với thực tế. Đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và quy hoạch giết mổ gia súc gia cầm tập trung giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2011-2015, đề án chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, song còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt. Toàn tỉnh mới có 159 trên 637 trang trại nằm trong khu chăn nuôi tập trung đạt 25%, mới có 42 trên 161 xã, phường có quy hoạch đất dành cho chăn nuôi xa khu dân cư. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc gia cầm chỉ đạt 3,0 trên 9,6%. Đến nay, có 28 trên 730 điểm giết mổ có hồ sơ quản lý đạt 4% và hiện chưa có địa phương nào có quy hoạch dành đất cho khu giết mổ tập trung. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các địa phương cần nghiêm túc xem xét, đánh giá, nhìn nhận lại quá trình thực hiện, làm cơ sở để triển khai chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, nông nghiệp luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng với đời sống của trên 60% người dân hiện nay. Mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa hiện đại và bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng chăn nuôi đạt 60% giá trị sản xuất nông nghiệp, quy hoạch, quản lý 70% cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp cùng các huyện phải quy hoạch các vị trí cụ thể, khoa học và có tính khả thi cao. Không phải là chỉ văn bản chung chung thế đâu. Bây giờ các anh phải làm việc với từng huyện phải đề xuất lên trong cái vị trí quy hoạch của huyện như vậy. Thì cái quy hoạch khu chăn nuôi ở khu vực nào, nhưng cái quan trọng của nó là phải có một cái mặt bằng, có một cái khu để người ta chăn nuôi tập trung có hiệu quả. Phải có hạ tầng đường giao thông này, có đường cấp nước, có đường điện, hệ thống thoát nước là bắt buộc phải có. Thế rồi viễn thông, khuyến khích là các cái mô hình doanh nghiệp, các mô hình liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác xã và liên kết các hộ gia đình. Và thủ tục hành chính thì nông nghiệp phải hệ thống hóa lại, xem là cái quy trình báo cáo lại, và tôi cũng sẽ chủ trì một cái buổi họp khác để nghe là cấp ủy huyện và xã phải đưa nội dung này vào nội dung lãnh đạo chỉ đạo cả hai lĩnh vực, một là các cái khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và thứ hai là những cái khu giết mổ tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nghị quyết số 330/2022 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định khu vực không được chăn nuôi khu vực nội thành, thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo đã triển khai rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện với quyết tâm hoàn thành trong năm 2023.
cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép với các cuộc họp, phường Nhân Hòa đã thành lập tổ công tác đến từng hộ chăn nuôi để ra soát, thống kê, kiểm tra, đánh giá cụ thể từng đàn vật nuôi, đồng thời giải thích những chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề với các hộ nuôi, yêu cầu các hộ ký cam kết không tái đàn sau khi xuất bán. Ông Vũ Kim Dũng, một trong những hộ có thâm niên chăn nuôi lâu nhất với khoảng 40 năm, lúc nhiều lên tới vài nghìn con vịt ngàn ngỗng. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động đã bày tỏ sự đồng tình cao. Theo như tôi cũng chấp nhận cái nghị quyết trên đề ra. Thì tôi cũng còn ít nghe này, bán nốt thì tôi cũng thôi chứ. Tương tự như vậy, hộ anh Vũ Xuân Hùng đã hơn 10 năm nay chăn nuôi lợn ngay trong khu dân cư. Ngày cũng đã ý thức được tác hại khi chăn nuôi trong khu dân cư và thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng xung quanh. Có chủ trương mà sợ là ô nhiễm môi trường, cuộc sống của người dân thì tôi cũng chấp hành. Hết cái lứa lợn này thì thôi tôi không nuôi nữa cho nó đỡ ảnh hưởng đến môi trường. Phường Nhân Hòa hiện có khoảng 20 hộ đang chăn nuôi các loại gia súc gia cầm, chủ yếu là vịt, gà, trâu, bò, với hình thức chăn thả những khu ruộng xung quanh, thậm chí là trong khu dân cư. Tuy nhiên, Nhân Hòa là một trong những phường trung tâm thuộc vùng lõi của thị xã, vừa ảnh hưởng đến môi trường sống, gây mất mỹ quan, vì thế cần giải quyết sớm. Trực tiếp đi đến từng hộ gia đình chăn nuôi ở trên địa bàn, yêu cầu các hộ là cam kết không nhập thêm con giống mới. Căn cứ vào một số hộ chúng tôi đi gặp trực tiếp và cái sinh trưởng của vật nuôi cũng đa dạng về cái thời gian sinh trưởng. Nhưng tuy nhiên thì về cơ bản thì là đối với phường quyết tâm năm 2023 này là sẽ hoàn thành được từ 90% trở lên là sẽ dừng được chăn nuôi. Với cách làm này, chắc chắn Nhân Hòa sẽ là một trong những địa phương sớm hoàn thành nội dung nghị quyết đã đề ra. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Hiện nay, diện tích trồng nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là khoảng 4.600 ha, cho sản lượng hàng năm đạt trên 46.000 tấn. Toàn tỉnh có hai vùng trồng nhãn được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên với diện tích là 27,2 ha, sản lượng ước tính 350 tấn. Nhãn Hưng Yên đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp chỉ dẫn địa lý và xuất khẩu tới một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Australia, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến đưa nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm chế biến từ nhãn xuất khẩu ra thị trường quốc tế, nhất là những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đề án xúc tiến thương mại xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2021-2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan thực hiện tốt công tác hỗ trợ cải thiện hệ thống sản xuất, quản lý tốt quy trình sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản xuất an toàn đáp ứng các quy định của Nhật Bản về dư lượng chất cấm, quy cách đóng gói thương hiệu mẫu mã, mã số vùng trồng, bảo quản theo công nghệ lạnh, vận chuyển đúng quy cách để có thể xuất khẩu quả nhãn và sản phẩm từ nhãn sang thị trường Nhật Bản. Triển khai nhiều biện pháp quảng bá sản phẩm nhãn đặc sản của Hưng Yên tới người tiêu dùng, doanh nghiệp tại thị trường Nhật Bản. Sẵn sàng tư vấn, giới thiệu để khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất, yên tâm về chất lượng sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản năm 2023 là bước khởi đầu cho hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nhà vườn trồng nhãn Hưng Yên với các doanh nghiệp thương nhân có nhiều kinh nghiệm, uy tín tại thị trường Nhật Bản. Muốn nâng cao cái giá trị xuất khẩu ấy, thì chúng ta phải có một cái bộ sản phẩm, chứ không phải chúng ta chỉ tập trung vào quả tươi, nó chỉ là một sản phẩm và một cái SKU thôi. Nhãn đã qua chế biến ấy, thì nó cũng không cần phải là cái nhãn có mẫu mã quá đẹp, mà vì chúng tôi chỉ lấy cùi không, nên cứ chất lượng cùi tốt là được, thì nó cũng sẽ nâng cao cái giá trị của sản phẩm lên. Bởi vì cái sản phẩm bình thường mọi người phải loại đi, bây giờ bán được thì đấy là thêm lợi nhuận.
quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, công tác xã hội hóa, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Yên Mỹ được quan tâm, đẩy mạnh, góp phần huy động nguồn lực, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa. Đền Bà Chúa, thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đền thờ bà Trịnh Thị Quý Hoa, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, điều khiển chiến trường để lập chúa phò vua, điều binh khiển tướng dẹp loạn, bảo vệ chính quyền Lê Trịnh. Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh, ngôi đền đã bị phá hủy, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, năm 2022, nhân dân làng Tổ Hỏa đã đóng góp công và trên 2 tỷ đồng trùng tu tôn tạo đền. Trên địa bàn xã Lý Thường Kiệt còn có chùa Tiên Phúc có diện tích nhỏ xuống cấp. Năm 2022, nhân dân thôn Tử Dương đã huy động nguồn xã hội hóa gần 10 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp của những người con xa quê để mở rộng khuôn viên, xây dựng, trùng tu chùa. Người dân rất là đồng thuận, bà con thì người có tiền nhiều thì ủng hộ nhiều, công đức nhiều, người không có tiền thì ủng hộ bằng công lao động trong quá trình xây dựng. Mà bà con rất là phấn khởi. Hiện tại bây giờ thì cơ bản là hoàn thiện. Khách thập phương của họ cũng đến đây rất là nhiều. Ngoài hỗ trợ nguồn ngân sách của tỉnh, của huyện, được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn xã, cũng đã tôn tạo lên cái khuôn viên vẻ đẹp của các công trình tường bao, cổng tam quan. Xã Thanh Long có quần thể di tích cấp tỉnh gồm đền, chùa, miếu Thụy Lân và đình Châu Xá. Để khắc phục tình trạng xuống cấp, nhân dân đã tổ chức họp kêu gọi nguồn xã hội hóa để trùng tu tôn tạo. Ngoài hỗ trợ của huyện 500 triệu đồng một điểm di tích, nhân dân thôn Thụy Lân xã hội hóa được 600 triệu đồng, thôn Châu Xá xã hội hóa được gần 130 triệu đồng để thay ngói, xui, hoành, đồ thờ. Chúng tôi tuyên truyền vận động bằng các cái buổi họp để được nhân dân ủng hộ ra thì ta phải công khai minh bạch. Những người con quê hương làng Thủy Lân đã đem tâm công đức ủng hộ để chúng ta tu sửa cùng trong một thời gian rất là ngắn mà được cái công trình hiện đại mà đẹp như thế này. Đến nay cơ ngơi là đã hoàn tất xong, so với cả cũ và mới thì phải nói là rất là đẹp. Ngoài các điểm di tích kể trên, từ năm 2022 đến nay, huyện Yên Mỹ còn có trên chục điểm di tích được tôn tạo, tu bổ với tổng kinh phí xã hội hóa lên tới hàng chục tỷ đồng. Việc xã hội hóa trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích không chỉ được tạo nguồn lực tài chính mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hưởng ứng phong trào mỗi địa phương một bể bơi và nhận thấy nhu cầu bơi lội của trẻ em trong dịp hè tăng cao, vừa qua huyện đoàn Ân Thi đã tổ chức lớp học bơi miễn phí cho trẻ em tại một số địa phương trong huyện. Để tổ chức lớp dạy bơi miễn phí, huyện đoàn Ân Thi đã thuê 2 bể bơi tại xã Bách Sậy, tổng kinh phí khoảng 25 triệu đồng từ ngân sách của huyện, đồng thời mời 5 thầy cô là giáo viên thể chất có kỹ năng bơi lội và đang dạy học trên địa bàn huyện để trực tiếp dạy bơi cho các em. Chỉ tiêu ban đầu sẽ dạy cho khoảng 80 em từ 6 tuổi đến 14 tuổi. Tuy nhiên sau khi được nhiều phụ huynh hưởng ứng lớp dạy bơi đã nhận trên 100 em ở 3 xã Phù Ủng, Bãi Sậy và Tân Phúc. Khóa học diễn ra trong vòng 7 buổi, bắt đầu từ 6 giờ sáng hàng ngày. Kết thúc khóa học các em đều phải thi sát hạch bơi được 30 mét và biết lặn dưới nước. Trong suốt quá trình diễn ra lớp học, các đoàn viên thanh niên xã túc trực để đảm bảo an toàn cho các em. Với mục đích tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và các em thanh thiếu nhi về các cái kỹ năng cũng như xử lý các cái tình huống khi mà bị đuối nước, đặc biệt là hướng dẫn các em về các cái kỹ năng bơi nội như bơi ếch, bơi tự do, bơi ngửa, bơi sải, tránh các cái tai nạn thương tâm trong mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.